until now, and after that you have mini test. Okay. The first, when you want to ask name in Vietnamese, how? Tên là. Ask name. For example, you ask her name. Yeah. Okay. Em tên là gì? Right? Huh? Jun. Rita ask you, em tên là gì? And you answer. Tôi là Jun. Yes. Tôi là Jun. Right? Okay. Now, and second, when you want to ask nationality in Vietnam, how to say Jun? Jun ask Rita. Bạn là người nước nào? Yes, okay. Yeah. Bạn là người nước nào? Right? Bạn là người nước nào? Okay. And Rita, you respond. Tôi là người Thái. Yes. Tôi là người Thái. Okay. Now, when you want to ask job, job. Yes. Not là. You say là. Yes. Bạn làm nghề gì? Okay. Right. And you answer. Tôi là y tá. Tôi là y tá. Tôi là y tá. And you start nhân viên xã hội. Yes. Tôi là nhân viên xã. Xã. Yes. Hội. 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 Not hộ. Hội. 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 Yeah. Okay. You remember this? Hộ. What? This? Hội. Hội. Okay. Nhân viên xã hội is wrong. Nhân viên xã hội. 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 Okay. Teacher in Vietnamese, how to say? Hội. Teacher. Tôi là teacher. Okay. But tôi là sở giáo viên. Giáo viên. Giáo viên. Giáo viên. Refer to job, but when you call giáo viên, this is cô giáo. You use cô giáo to call. Cô giáo. To call. Okay. But giáo viên is one word. Refer to job. Okay. Doctor. Bác sĩ. Singer. Singer. Ca sĩ. Ca sĩ. Painter. 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 Họa sĩ. Right, right. Họa sĩ. Nurse. Y tá. Y tá. Driver. Xe. 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 This is what? No. Xe là lái xe. Lái xe. Lái xe. Lái xe. Lái xe. Lái xe. Farmer. Nông dân. Very good. Engineer. Engineer. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ. Kỹ. Nhắc là kỹ. Kỹ. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ sư. Yes. Kỹ sư. This is ngã thôn. Lies way. Kỹ sư. Kỹ sư. Yes, kỹ sư. Nice. Okay. The next. Jun. Jun làm việc ở đâu? Yeah. Number four. Jun làm việc ở đâu? You answer. Do you like it?
tôi làm việc ở Tà Quang Biểu. Yes, tôi làm việc ở Tà Quang Biểu. Yeah, you remember subject, verb, verb, plus ở. No. Okay, and you answer subject plus verb plus ở and name the place. Okay. For example, Krista. Krista sống ở đâu? Tôi sống ở quận Quảng Biểu. June. June học tiếng Việt ở đâu? Học tiếng Việt ở đâu? Tôi học tiếng nghe ở chợ Nhà Xanh. Chợ Nhà Xanh. Học tiếng Việt ở chợ Nhà Xanh, ok. Ok, học tiếng Việt ở chợ Nhà Xanh, học tiếng Việt ở Cầu Giấy. Ok, ok, chợ Nhà Xanh. Ok, rồi nhá, vui vui vẻ quá. Number 5, when you want to how is your age? For example, bạn tên bạn bao nhiêu tuổi? Okay, bạn bao nhiêu tuổi? You answer first. Tôi 29 tuổi. Tôi 29 tuổi. You. Tôi 30. Tôi 30 tuổi. Ok. Tôi 33 tuổi. I'm okay. Okay. And now you distinguish mấy and bao nhiêu. Okay. Mấy and bao nhiêu. How is different? Until 9. Okay. Until 10. Until 10. Yeah. Okay. Bao nhiêu? This over 10 is for number, right? Good. Now I want to ask, how many do you have? Okay. Good. For example, June có mấy bạn Việt Nam? Question, answer. June có mấy bạn Việt Nam? And you answer. Tôi có mấy. Mấy cái xe máy? June có mấy cái xe máy? Xe máy. Tôi không cái. Không. Tôi không có. Tôi không có. Tôi không có. Xe máy. Yes. You remember say tôi không có xe máy. Ok, Krista có mấy cái điện thoại? Tôi có một cái điện thoại. Ok, Krista có mấy cái ô tô? Tôi không có ô tô. Tôi không có ô tô. Ok, rồi Krista có bao nhiêu cái áo? Tôi có mười hai cái áo. Ok, tôi có 12 cái áo. Jun có bao nhiêu cái váy? Cái váy. Váy. Tôi không có. Không có. Váy. No. Skirt.
mấy cái điện thoại? Tôi có hai mấy ơi tôi có hai điện thoại. Tôi có hai điện thoại. Dạ. Vista, Vista có mấy cái túi? Tôi có ba cái túi. Được rồi, tôi có ba cái túi. Ok. You remember mấy em bao nhiêu?